tôi chết mạng các bạn ạ. Thêm thằng cách ly nữa, cái thằng AD đã có đẩy kịp nhà đâu mà cố đánh nhà làm gì. Trận này report hay support, tôi không biết mình có nên đặt cái tiêu đề kiêu ngạo hay không, nhưng mà thử nhìn xem cái trận này coi, nó đơn giản là ba từ: thắng nhờ ai. Một mình tôi lo hết lane luôn ấy, từ đẩy nhà nói chung là tôi đi trước bên kia mấy bước luôn á. Thiên băng món cuối là cái giáp tâm linh quá, chắc là vậy á, hoặc là vũ điệu tử thần ấy. Rồi cảm ơn Sanjo nha. Thằng gần bạn không phải nó ngu đâu, cái vấn đề của nó bị tôi chặn các bạn ạ. Tôi toàn đi trước bên kia mà tôi bích con này là bởi vì con này thứ nhất là nó mạnh nè, thứ hai là trâu nè, em này nó nhiều điểm lắm nên tôi bích con này leo ganh. Hồi xưa thì tôi cầm con Echo với lại Lucian, giờ thì nó ra con này mà con này nó rất là bá luôn ấy, cầm con này thì sướng. Thôi được rồi, cảm ơn xem video nha.